Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Nhận định bóng đá trận đấu giữa MU và Brighton. MU mua thêm tiền đạo cực chất thay thế cho Anthony và Jadon Sancho. Sofian Amrabat và Sergio Reguilón chuẩn bị ra mắt MU. Casemiro cần phải chơi kỷ luật hơn ở MU. Nhận định bóng đá giữa MU và Brighton. Nhận định bóng đá trận đấu giữa MU và Brighton trong khuôn khổ vòng 5 tại Ngoại hạng Anh 2023-2024 sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 16 tháng 9. Phân tích phong độ giữa MU và câu lạc bộ Brighton. MU sẽ phải bỏ lại những vấn đề bên ngoài sân cỏ khi chuẩn bị đối đầu với Brighton vào cuối tuần này. Trong kỳ nghỉ đầy biến động vừa qua, cầu thủ chạy cánh Anthony đã phải nghỉ thi đấu trong bối cảnh có cáo buộc bạo lực đối với ba phụ nữ ở Brazil, cũng như chuyện ông chủ người Mỹ quyết định chưa vội bán đội bóng. Trên sân cỏ, trận thua cay đắng trong những phút bù giờ trước đại kình địch Arsenal khiến MU đón nhận thất bại thứ hai chỉ sau 4 vòng đấu. Với 6 điểm có được, đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag hiện đang rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Tuy mùa giải mới trong giai đoạn đầu, nhưng huấn luyện viên ten Hag hiểu rằng nếu tiếp tục mất điểm, cơ hội để Quỷ Đỏ cạnh tranh vị trí trong top 4 sẽ rất khó khăn. Lợi thế dành cho MU là được trở về sân nhà, nơi họ đang có thành tích rất tốt. Quỷ Đỏ đã thắng 2 trận đấu mở màn tại Premier League trên sân nhà, dù có phong độ không thuyết phục trước Wolves với tỷ số 1-0 và Nottingham Forest với tỷ số 3-2. Cũng tại Old Trafford, MU kiếm được nhiều điểm hơn bất cứ đội bóng nào khác, ngoại trừ Man City trên sân nhà ở mùa trước. Những điểm nổi bật trong kỷ lục đó là thất bại 1-2 trước chính câu lạc bộ Brighton. Bên phía sân đối diện, Brighton vẫn đang bay cao dưới triều đại của Roberto De Zerbi. Chiến lược gia người Italia đã truyền cho đội chủ sân Amex một phong cách tấn công linh hoạt, hấp dẫn và khả năng cầm bóng của họ là chìa khóa cho điều này. Brighton xếp thứ 2 về tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 63% và đứng đầu về số cú sút 614 tại Premier League kể từ khi cựu huấn luyện viên Sergio Donetsk lên nắm quyền. 4 trận từ đầu mùa, Brighton giành 3 chiến thắng và 1 thất bại. Với 9 điểm có được, Brighton đang vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, cùng khoảng cách 3 điểm kém đội đầu bảng Man City. Với những gì đã và đang thể hiện, rõ ràng đoàn quân của huấn luyện viên Roberto De Zerbi sẽ là thách thức không hề đơn giản dành cho MU trong việc duy trì mạch thắng trên sân nhà. Thông tin mới nhất về lực lượng giữa MU và Brighton. MU sẽ mất Anthony do được nghỉ thi đấu để phục vụ điều tra. Luke Shaw phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tuần nữa và Rafa Varane hy vọng sẽ trở lại trong tháng này. Mason Mount, Lisandro Martinez, Sofian Amrabat sẽ được đánh giá trước trận đấu. Kobbie Mainoo, Thierry Malacia và Ahmad Traoré cũng vắng mặt. Ngôi sao trẻ Evan Ferguson của Brighton đang bị nghi ngờ khả năng ra sân, trong khi cựu cầu thủ MU Danny Welbeck cũng đã chạy đua với thời gian để kịp trở lại. Đội hình dự kiến của MU và Brighton. MU sẽ ra sân với sơ đồ 4-2-3-1. Nhiều khả năng xuất phát trong đội hình gồm có Andre Onana, Dalot, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka, Casemiro, Eriksen, Bruno, Garnacho, Rashford và Højlund. Câu lạc bộ Brighton sẽ đá với sơ đồ 4-2-3-1. Steeler, Wedman, Webster, Dunk, Estupinan, Gross, Gimmer, March, Lallana, Mitoma và Pero. Chuyên gia bóng đá dự đoán trận đấu giữa MU và Brighton. Bên Crafton, chuyên gia phân tích dữ liệu của Betfair cho biết, không phủ nhận Brighton đang lấn lướt MU về thành tích đối đầu với 3 trận đấu gần đây toàn thắng tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Ten Hag vẫn đang thể hiện phong độ ấn tượng trên sân nhà và sẽ không dễ đổi đội khách ca khúc hải hoàn. Thống kê vàng, siêu máy tính Opta ưu ái MU khi đánh giá Quỷ Đỏ sẽ tận dụng tối đa lợi thế sân nhà, giúp họ có 46,4% cơ hội giành chiến thắng trước câu lạc bộ Brighton. Brighton đã thắng 3 trong số 4 trận đấu gần nhất gặp MU tại Premier League. Chỉ có Liverpool và Man City từng thắng 4 trận liên tiếp trước Manchester United trong lịch sử giải đấu này. Brighton có tỷ lệ thắng trước MU tốt hơn bất cứ đội bóng nào trong lịch sử tại Premier League, 42%. MU mua tiền đạo cực chất thay thế cho Anthony và Jadon Sancho. Đội bóng thành Manchester đã lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo cánh mới nổi Kvyatkha Kvaratskhelia của Napoli. Cầu thủ người Croatia gây ấn tượng mạnh tại Serie A trong mùa bóng 2022-2023, có công lớn giúp Napoli đăng quang ngôi vị vô địch. Hiện MU đang tìm kiếm một tiền đạo cánh mới để thay thế cho Anthony và Jadon Sancho, bộ đôi vừa bị loại khỏi đội hình vì những lý do khác nhau. Anthony được yêu cầu tránh xa MU vào lúc này để giải quyết các cáo buộc lạm dụng từ 3 người phụ nữ. Trong khi đó, Jadon Sancho vướng vào cuộc tranh cãi công khai với huấn luyện viên Ten Hag sau khi bị gạch tên ra khỏi trận thua hùng trên sân của Arsenal. The Kvaratskhelia nổi lên như là một lựa chọn tiềm năng của Quỷ Đỏ. Nguồn tin độc quyền từ Daily Mail cho hay, MU đặc biệt ngưỡng mộ cầu thủ chạy cánh 22 tuổi. Tuy nhiên, đội bóng thành Manchester chỉ có thể ký hợp đồng với tuyển thủ Croatia sớm nhất vào mùa đông tới theo dạng cho mượn. MU đang gặp khó khăn trong việc tuân thủ nguyên tắc công bằng tài chính. Họ cần phải bán bớt người thừa như Harry Maguire hay Scott McTominay thì mới thoải mái vung tiền chi tiêu thêm. Về phần Kvaratskhelia, anh được giới chuyên môn đánh giá cao sau màn trình diễn xuất sắc mùa trước, ghi 14 bàn thắng và có 10 pha kiến tạo. Mặc dù vậy, Kvyatkha Kvaratskhelia chưa có dịp ăn mừng cho đội bóng của mình kể từ tháng 3 năm nay. Bất chấp phong độ trồi sụt gần đây, Napoli sẽ đòi mức phí cao, sấp xỉ 100 triệu euro cho ngôi sao mới nổi này.
Sofian Amrabat và Sergio Reguilon chuẩn bị ra mắt MU. Theo nhà báo Dean Jones, Sofian Amrabat và Sergio Reguilon đủ khả năng ra sân trong trận tiếp theo tiếp Brighton ở vòng 5 Ngoại hạng Anh 2023-2024. Sofian Amrabat và Sergio Reguilon cập bến MU theo dạng cho mượn ở hè 2023. Man đỏ chấp nhận chi 10 triệu euro mượn Amrabat từ Fiorentina ở mùa giải 2023-2024. Họ có thể mua đứt tiền vệ người Maroc với mức phí 25 triệu euro ở hè năm tới. Với những trường hợp của Sergio Reguilon, việc Luke Shaw dính chấn thương và nghỉ vài tháng là lý do khiến hậu vệ người Tây Ban Nha có mặt tại Old Trafford. MU sẽ phải trả khoản lương mà Reguilon đang nhận tại Tottenham. Theo nhà báo Dean Jones, Sofian Amrabat và Sergio Reguilon đủ khả năng ra sân trong trận đấu tiếp theo tại Brighton ở vòng 5 Ngoại hạng Anh 2023-2024. Ông viết, Reguilon và Amrabat đều có những sự hồi phục tốt. Tôi nghĩ họ có thể được điền tên vào danh sách thi đấu trước Brighton. Với những gì đang diễn ra, MU cần những sự thay đổi cả về lối chơi lẫn con người. Nếu Amrabat và Reguilon có màn trình diễn tích cực trước Brighton, họ sẽ cải thiện đáng kể chất lượng đội hình của MU. Rasmus Højlund cũng có thể có trận đá chính đầu tiên cho đội bóng mới. Trước đó anh vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thua của MU trước Arsenal. Dù chỉ có mặt trong khoảng 25 phút, nhưng bản hợp đồng 72 triệu bảng cũng ít nhiều cho thấy khả năng của mình. MU hiện đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, họ chỉ giành 6 điểm sau 4 trận. Man đỏ đã đánh bại Wolves và Nottingham, nhưng họ để thua Tottenham và Arsenal. Casemiro cần phải chơi kỷ luật hơn tại MU. Huyền thoại MU, Whitechalk đã có những chia sẻ về tiền vệ Casemiro. Ông muốn anh chơi đúng vị trí của mình. Mùa giải vừa qua, Casemiro chơi nổi bật trong màu áo của MU. Cầu thủ người Brazil làm tốt nhiệm vụ phòng ngự, anh cũng ghi một vài bàn thắng quan trọng cho Quỷ Đỏ, giúp họ lọt vào top 4 ở Ngoại hạng Anh và vô địch cúp liên đoàn. Tuy nhiên, giai đoạn đầu mùa giải năm nay, cầu thủ sinh năm 1992 cho thấy dấu hiệu sa sút về mặt phong độ. Anh không còn làm tốt nhiệm vụ đánh chặn từ xa. Hệ quả là hàng thủ MU dễ bị tổn thương, họ phải nhận tới 7 bàn thua sau 4 vòng đấu. MU hiện mới giành có 6 điểm sau 4 trận. Họ giành chiến thắng trước Wolves và Nottingham Forest nhưng nhận thất bại trước Arsenal và Tottenham. Mới nhất, huyền thoại MU, Whitechalk đã có những chia sẻ về tiền vệ Casemiro. Ông muốn anh chơi đúng vị trí của mình. Ông nói, Casemiro trải qua một giải đầu tiên tuyệt vời trong màu áo của MU. Cậu ấy ghi được những bàn thắng quan trọng. Tuy nhiên, dường như cậu ấy quá ham sang lên. Casemiro đóng vai trò là một tiền vệ phòng ngự, nhưng cậu ấy thường chơi cao hơn vị trí của mình. Nhiều lần cậu ấy đã không kịp lùi về phòng ngự. Casemiro cần dừng lại việc xuất hiện ở 1/3 cuối sân của đối phương. Cậu ấy cần phải đảm bảo vị trí của mình. Nếu cứ dâng cao, Casemiro không còn sức lực cho những tình huống lùi về phòng ngự. Đó là lý do vì sao MU bị lép vế ở khu vực trung tuyến. Casemiro cần tuân thủ kỷ luật hơn. Chúng ta đều biết cậu ấy giỏi ra sao ở vai trò sở trường của mình.